Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ có ở đây đó là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Jacob & Co. Đây là một trong những cái thương hiệu mà luxury mà đỉnh cao hiện tại đang rất là nổi tiếng theo phong cách contemporary. Hôm nay thì mình sẽ có ở đây đó là một chiếc đồng hồ Jacob & Co thuộc dòng collection là Epic X, và đây là một chiếc đồng hồ rất đặc biệt khi nó là phiên bản được Jacob & Co sản xuất dành riêng cho thị trường Việt Nam. Nó có tên gọi đầy đủ là Jacob & Co Epic X Việt Nam Limited Edition với 50 chiếc được sản xuất, và chiếc hôm nay mình có ở đây là một chiếc qua sử dụng với đầy đủ chi tiết tất cả mọi thứ đi kèm. Ở đây thì mình sẽ còn một bộ dây màu xanh IC Blue. Bộ dây này là của chủ cũ mua thêm, đeo vào thì cũng rất là trẻ trung và lịch lãm các bạn nhé. Còn dây zin của nó thì sẽ là màu đỏ. Anh em nào mà thích mua thêm dây hãng thì có thể liên hệ bên mình để bên mình có thể đặt cho. Đó. Mình sẽ có ở đây đó là một chiếc passport của chiếc Jacob & Co này. Với Jacob & Co thì họ sử dụng passport certificate rất là đẹp và đầy đủ thông tin. Sorry các bạn, hôm nay là mình hơi ốm một chút cho nên giọng mình nó sẽ có thể là hơi nhỏ nhé. Anh em có gì thì có thể để tiếng lớn hơn. Đây là chiếc Epic X Việt Nam Jacob & Co với cái mã là EX110.20.AH.AL.A, và serial number của chiếc này thì sẽ là 14/50 các bạn nhé. Và cái này thì các bạn có thể thấy là authorized dealer tại Việt Nam là ra bản, và nó có là 2 years from date of purchase. Đó. Thì với chiếc này thì ở phía trong thì các bạn sẽ có đầy đủ thông tin. Đó. Mã này diameter 44mm này. Đó, rất là nhiều. Cái này sử dụng bộ máy là GCAM45. Chút nữa thì mình sẽ nói chi tiết hơn về bộ máy. Đó. Cái cách mà Jacob & Co làm chiếc đồng hồ này thì phải nói là rất là đầy đủ. Và cả với những chiếc đồng hồ khác thì họ cũng đều có những cái passport đầy đủ như này. Mình thì mình cũng rất là thích cái kiểu này. Và đây là chiếc Jacob & Co Epic X Việt Nam Edition, Việt Nam Limited Edition. Đó, hộp thì mình cũng có mở hộp rồi nhé các bạn nhé, cho nên là các bạn sẽ chỉ xem qua thôi, tránh mất thời gian của anh em. Đây, chúng ta sẽ có một cái hộp chữ X như này với logo Jacob & Co Geneva các bạn nhé. Đó. Chiếc Jacob & Co Epic X này với cái thiết kế chữ X đặc trưng, các bạn có thể thấy là chữ X của nó được cách điệu và nó theo phong cách là đương đại, hiện đại, hay còn gọi là contemporary. Chiếc đồng hồ này thì có sử dụng bộ máy là GCAM45. Đây là bộ máy được Jacob & Co phối hợp chế tác sản xuất với cả Concepto, một nhà sản xuất máy rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Đã sản xuất cho những cái thương hiệu rất là đình đám như là Richard Mille hoặc là những cái thương hiệu cao cấp. Đó. Thì chiếc này của mình thì sẽ có là số limited là 14/50, và nó là phiên bản là limited dành riêng cho thị trường Việt Nam. Nên các bạn thấy là cái màu sắc nó sử dụng là cũng sẽ có màu đỏ và màu vàng dựa theo quốc kỳ của Việt Nam. Và điểm đặc biệt là ở góc 9 giờ này chúng ta sẽ có một cái lá cờ Việt Nam. Đó. Được Jacob & Co làm và in ở phía trong bên thân trái này. Đó. Về thiết kế thì nó sử dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, đương đại, contemporary, và một cái thiết kế mặt dial là dạng skeleton knife. Với cái thiết kế skeleton knife này chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ tất cả những chi tiết đẹp của bộ máy. Size của chiếc này là size 44mm, lắc to lắc thì mình đã đo thì đến góc cuối này là 50mm. Và chiếc đồng hồ này thì sẽ hoàn toàn phù hợp với tay anh em khoảng 17-17.5 trở lên. Chúng ta đeo sẽ đeo theo dạng thể thao và to, như tay mình là 18 thì các bạn thấy là đeo thoải mái và lên tay vừa vặn êm ái luôn. Chúng ta sẽ có logo là Jacob & Co ở góc bên 3 giờ. Góc bên 9 giờ thì chúng ta sẽ có lá cờ Việt Nam rất là đẹp ở đây. Đó. Ở phía trên này góc 12 giờ thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có đó là đây chính là cái ổ cót. Đó, ổ cót, và nó sẽ có cái phần vỏ ngoài của ổ cót thì được cách điệu với hình ngôi sao đa cánh rất là đẹp.
Ở dưới góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có đó là cái thiết kế đó là balance wheel. Và balance wheel này được làm theo dạng flying nhìn rất là đẹp. Đó, nó sẽ có một cái cầu giữ ở phía trên. Đó. Bộ kim của chúng ta thì sẽ có kim giờ và kim phút, và đầu kim thì được sơn màu đỏ. Với cái sơn màu đỏ này, chúng ta có thể hoàn toàn dễ nhìn thấy giờ trên cái bề mặt là skeleton này. Và bề mặt skeleton của nó thì sẽ là hở trước sau, cho nên các bạn sẽ khi các bạn đeo thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể nhìn thấy luôn hoàn toàn phần da tay của chúng ta ở phía dưới giống như này. Đó, và thiết kế rất là đẹp. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có núm chính, và núm này của chúng ta thì sẽ có hai phần hơi nhô lên tạo thành crown watch, và toàn bộ phần thân của đồng hồ thì được làm từ titanium grade 5. Với titanium grade 5 này sẽ cho chúng ta một cảm giác cực kỳ nhẹ, và cái phần thân thì được thiết kế rất là thể thao và đẹp. Dòng Epic X này cũng chính là cái dòng mà được Cristiano Ronaldo chọn và chế tạo những cái chiếc đồng hồ với cái tên của mình đặc trưng với thương hiệu Jacob & Co. Các bạn có thể search thấy là nó sẽ có hai phiên bản CR7 Jacob & Co các bạn nhé. Thì dòng Epic X này cũng là cái dòng mà được Jacob & Co phối hợp và chế tạo với rất là nhiều các cái đơn vị để tạo nên những cái dòng sản phẩm là Limited Edition. Và ở Việt Nam thì đơn vị mà chế tạo mà đặt hàng của Jacob & Co đó chính là Gia Bảo. Thì Gia Bảo cũng là một bên đối tác tin cậy hoàn toàn của ICS, cho nên là anh em có thể là rất là yên tâm về cái đó. Kính của chúng ta sử dụng là kính trước và kính sau thì làm từ kính sapphire và có lớp phủ chống lóa rất là đẹp. Ở phía đáy sau thì chúng ta sẽ càng nhìn thấy những cái chi tiết là bridge và plate của bộ máy này thì được chế tạo và hoàn thiện rất là đẹp. Đó, như các bạn thấy là ở phần này chúng ta sẽ có một cái phần kéo từ bánh xe nạp cót cho đến bộ cót, được làm rất là đẹp, thủ công và độc đáo. Chúng ta sẽ có những cái chi tiết là bridge, những cái chi tiết phần thân thì được hoàn thiện với những cái vân là circle grain, và phía trên này chúng ta sẽ có những cái vân phay xước, và các bạn có thể thấy là nó hoàn thiện rất là đẹp. Với khi mà ánh sáng vào thì bộ máy của chúng ta thì sẽ toát lên cái màu là ghi xám đặc trưng của dòng titanium này. Các bạn sẽ thấy ở đây là 100m titanium này, Jacob & Co này, Swissmade này, Epic X, và đây là số Limited Edition 14 trên 50. Đó. Dòng sản phẩm này đeo rất là nhẹ, đặc biệt là khi nó kết hợp với cái dây sợi dây cao su là Honeycomb của Jacob & Co. Sợi dây này thì đeo rất là thoáng và sẽ càng nhẹ hơn cho chúng ta khi đeo. Dây này đi kèm zin là màu đỏ, và các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có hai cái đĩa của nó thì cũng có logo Jacob & Co các bạn nhé. Khóa thì chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái khóa là titanium với logo của Jacob & Co đầy đủ. Chiếc Epic X Việt Nam Limited Edition này thì có giá retail loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 700 triệu là new. Còn với một cái sản phẩm mà qua sử dụng này thì bên mình có một cái mức giá khá là tốt để anh em chơi và sưu tầm. Nếu như anh em nào mà thích dòng Epic X Limited Việt Nam Edition này thì có thể liên hệ ICS để lấy chiếc này. Chiếc này thì có cái mức giá khá là tốt để anh em chơi khi mà nó là một chiếc qua sử dụng. Đó. Và hiện tại thì mức giá của nó chỉ dưới 500 triệu thôi. Anh em nào mà có nhu cầu về chiếc này thì có thể liên hệ bên mình nhé. Lên tay cực kỳ đẹp luôn. Nó là một trong những chiếc đồng hồ rất là thể thao và đẹp, dành cho anh em nào mà thích phong cách thể thao mạnh mẽ. Và đặc biệt là niềm tự hào khi nó là một chiếc đồng hồ của một thương hiệu lớn sản xuất riêng cho thị trường của chúng ta. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.